Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật của CNTV Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Mobility Express trên thiết bị Wi-Fi của Cisco. Thông thường, khi với các Wi-Fi có mã cat 9 như AP2802IFCAT9, thì chúng ta cần phải có controller thì mới có thể cấu hình các SSID để cung cấp Wi-Fi cho người dùng. Tuy nhiên, Cisco cung cấp giải pháp Mobility Express cho phép các doanh nghiệp nhỏ có thể cấu hình Wi-Fi chạy độc lập hoặc sử dụng luôn một thiết bị Access Point để quản lý các Wi-Fi khác. Theo datasheet của hãng, các dòng Wi-Fi 2008, 3008 có thể quản lý được tới 100 Access Point, trong khi đó các dòng Wi-Fi 1008 thì sẽ quản lý được 50 thiết bị. Trong thực tế, các bạn không nên sử dụng Mobility Express cho số lượng Wi-Fi lớn như vậy bởi vì nó sẽ làm giảm hiệu suất của mạng Wi-Fi. Đây là thiết bị Wi-Fi 1832i của Cisco. Mặc định thiết bị này đang chạy ở OS Lightway, vậy nên nó cần phải quản lý qua thiết bị controller. Nếu trong hệ thống không có controller, các bạn cần phải up OS của Wi-Fi sang phiên bản Mobility Express. Để làm được điều này, các bạn cần phải có dây console và OS tương ứng. Lưu ý, các Wi-Fi của Cisco cần phải chạy chung ở một bản OS thì mới có thể rơi được vào. Các bạn có thể vào trang chủ của Cisco để tìm phiên bản OS. Tuy nhiên, cần phải có tài khoản partner thì mới có thể download được. Vì vậy, các bạn cần phải liên hệ với nhà phân phối để được hỗ trợ. Với các sản phẩm được mua tại CNTT Shop, các bạn có thể liên hệ hotline hỗ trợ kỹ thuật ở trên website cnttshop.vn, sau đó cung cấp serial của thiết bị để được hỗ trợ download và cấu hình miễn phí. Mình đang kết nối dây console và cổng console trên thiết bị, một dây mạng gắn từ cổng BOE của Wi-Fi và cổng BOE out của injector để cấp nguồn adapter cho thiết bị. Laptop của mình sẽ cắm cổng adapter in trên injector. Nếu có switch BOE, các bạn có thể cắm trực tiếp vào switch BOE. Để kiểm tra phiên bản OS hiện tại, các bạn truy cập vào giao diện dòng lệnh của Wi-Fi, gõ lệnh show version. Ở đây, chúng ta có thể thấy Wi-Fi đang ở phiên bản 8.5.1.0.0, nên mình sẽ download bản Mobility Express tương ứng. Trong lệnh show version, bạn cũng có thể kiểm tra Wi-Fi có đang chạy ở mode này hay không. Nếu output show ra là Mobility Express Capable như trong ảnh, thì chúng ta không cần phải up lại OS. Các bạn vào website của Cisco, có tên sản phẩm Wi-Fi của mình vào ô tìm kiếm, như của mình là dòng 1832i. Các bạn có thể thấy ở đây sẽ có hai tùy chọn là Lightway và Cisco Mobility Express. Các bạn sẽ chọn Cisco Mobility Express và tìm phiên bản tương ứng. Như của mình show ở trên là phiên bản 8.5.1.0.0 nên mình sẽ tìm đúng bản này để tải về. Mình đã download file OS và đặt ở OE trong thư mục New Folder. Sau khi có OS, chúng ta cần một TFTP hoặc một FTP để upload OS vào Wi-Fi. Mình được sử dụng TFTP cho đơn giản. Các bạn có thể dùng phần mềm SolarWinds TFTP hoặc TFTP 64. Sau khi cài đặt xong, các bạn mở phần mềm TFTP lên. Ở đây thì mình dùng SolarWinds TFTP. Các bạn có thể chỉnh đường dẫn sang nơi lưu trữ OS hoặc copy OS của thư mục gốc và TFTP là TFTP root ở trong ổ C. Mình sẽ chuyển thư mục TFTP root vào thư mục new folder mà mình vừa download OS về. Tài khoản đăng nhập mặc định vào thiết bị là Cisco. Bass cũng là Cisco nhưng chữ C đầu sẽ viết hoa. Tiếp theo, chúng ta cần kết nối Wi-Fi vào mạng LAN của mình hoặc cũng có thể cắm dây trực tiếp từ Wi-Fi vào máy tính. Nếu cắm Wi-Fi vào mạng LAN thì Wi-Fi sẽ tự động nhận IP từ DHCP. Các bạn có thể xem trong dây console bằng lệnh show IP interface brief. Ở đây, mình sẽ cắm trực tiếp thiết bị vào máy tính nên sẽ không có DHCP. Do đó, mình sẽ đặt IP tĩnh bằng lệnh covered IP IP 192.168.1.1, 255.255.255.0, 192.168.1.10. Sau khi đặt xong, bạn có thể sử dụng lệnh show IP interface brief để kiểm tra lại IP. Sau đó thì đặt IP trên laptop là 192.168.1.10/24. Trên máy tính kiểm tra bằng các binh đến 192.168.1.1 để đảm bảo kết nối đã thông. Ở đây mình đã binh đến IP của thiết bị. Tuy nhiên mặc định firewall trên Windows sẽ block port của TFTP nên các bạn cần phải tắt firewall của Windows đi. Ở đây thì firewall của mình sẽ đang bật nên mình sẽ tắt nó đi. Tiếp theo chúng ta up OS của Wi-Fi sang Mobility Express bằng lệnh IP time Mobility Express và nhập đường dẫn của TFTP server vào. Ở đây, IP máy tính của mình là 192.168.1.10 và firmware của mình sẽ copy vào thư mục gốc. Nó sẽ liên tục hiển thị các dòng thông báo. Tuy nhiên thì các bạn cứ gõ bình thường, không cần phải quan tâm đến các dòng thông báo đó.
Các bạn chờ đến IP download OS 100% và check email. Đến khi có dòng hiển thị No Change in IP Type Configuration thì các bạn gõ Reload để thiết bị boot vào OS mới. Có một số dòng IP sẽ tự động reboot, một số dòng thì không. Nên nếu đã có thông báo thành công này mà thiết bị không tự động reload thì các bạn cứ gõ lệnh reload là được. Sau khi IP reboot thì sẽ mất khoảng 5 đến 7 phút để vào được mode controller. Sau một khoảng thời gian thì thiết bị sẽ boot vào mode lightway và tìm kiếm controller. Nếu có một controller hoặc một IP nào đó đã cấu hình Mobility Express ở trong mạng thì nó sẽ tự động rơi vào controller và không cần chuyển sang mode. Lưu ý, trong một mạng LAN các bạn chỉ cần cấu hình một IP chạy ở mode Mobility Express. Ví dụ, nếu có 5 IP thì bạn chỉ cần cấu hình một IP. Các thiết bị khác chỉ cần cắm nguồn nó sẽ tự động rơi vào IP đã chạy ở mode này. Sau khi IP boot vào mode lightway, các bạn có thể show version để kiểm tra app OS thành công chưa. Ở đây thì mình đã thấy xuất hiện hai dòng Mobility Express Email và Cap Payroll. Như vậy, mình chỉ cần đợi đến khi IP boot vào mode Mobility Express là xong. Sau khoảng 5 phút thì IP đã chuyển sang mode controller. Các bạn thiết lập các thông số mặc định cho controller. Chọn Yes để thiết lập các thông số ban đầu, nhập tên username đăng nhập, nhập password cho thiết bị. Nhập hostname cho IP. Code các bạn nhập VN. Phần NTP mình sẽ chọn No để cấu hình sau. Chọn Static để cấu hình IP tĩnh. Ở đây mình sẽ đặt IP để truy cập là 192.168.1.1.24. Phần DHCP, chọn No nếu trong mạng đã có DHCP server. Nhập tên loại file mà bạn muốn phát. Nhập password cho SSID. Các thông số khác các bạn để mặc định. Sau khi thiết lập xong, các bạn chọn Y để thiết bị lưu cấu hình và sẽ khởi động lại. Sau 5 phút thì thiết bị đã khởi động xong, các bạn đăng nhập vào tài khoản vừa tạo ở trên. Đến bước này, các bạn chỉ cần Enable Web Mode lên là có thể truy cập vào giao diện web của thiết bị. Các bạn gõ lệnh Config Network Web Mode Enable, sau đó vào trình duyệt web và nhập IP của thiết bị. Giao diện web của Cisco rất đơn giản. Các bạn chỉ cần vào mục Wireless Setting, mục VLAN. Ở đây đã có một SSID test mình đã tạo ban đầu. Nếu muốn tạo thêm SSID, các bạn chọn Add New VLAN và tạo SSID ở Table General. Sau đó thì vào tab VLAN Security để đặt password cho SSID. Sau khi cấu hình xong,
bạn có thể thấy AB đã phát hai SSID mà mình đã tạo. Như vậy là bạn đã cố gắng xong AB Cisco chạy mất một BTP Express. Với các AB còn lại, các bạn chỉ cần cắm nguồn lên, chờ khoảng 5 phút cho AB rơi vào là xong. Giờ thì mình sẽ cắm thêm một AB 1832 nữa. Các bạn chỉ cần cắm nguồn và chờ thiết bị khởi động xong, sẽ tự động rơi vào controller. Cộng vào mục Asset Boy để kiểm tra các AB đang rơi vào controller. Ở đây, mình có thể thấy hai AB. Một AB mình đã cấu hình, và một AB mà mình mới cắm thêm, có thai là Capwap. Còn AB mà mình vừa chuyển sang mode Mobility Express thì sẽ có thai là ME CapIO. Các AB này cũng sẽ phát cùng SSID mà mình vừa tạo ở đây. Sau khi cấu hình xong, các bạn bấm nút Save để lưu lại cấu hình. Các bạn cũng có thể thay đổi tên của từng AB theo vị trí lắp đặt để dễ theo dõi. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt tên AB là tầng 1. Như vậy các bạn đã cấu hình xong Wi-Fi Cisco chạy mua Mobility Express. Công nghệ này rất hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với số lượng AB ít, có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư controller. Chúc các bạn thành công! Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay cần hướng dẫn cấu hình về một thiết bị nào đó, hãy để lại comment dưới video cho mình.